Xin chào các bạn em. Ở video này thì cô và các em chúng ta sẽ đi các bài tập ở trong sách bài tập của bài 8, tức là bài đối trung tâm của chương trình hình học lớp 8. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 92. Bài tập 92 thì nó giống với một bài tập ở trong sách giáo khoa chúng ta đã làm đúng không ạ? Cho hình bình hành ABCD. M là đối xứng với điểm N. Chứng minh rằng M đối xứng với N qua C. Ở đây chúng ta sẽ có là M này đối xứng với B qua A. Đây là M. M đối xứng với A qua D. Đấy, chứng minh rằng M đối xứng với N qua điểm C. Ta có đây. Và ở đây thì em có như sau. Tứ giác đầu tiên các em xét tứ giác cho cô là tứ giác là BCND. Xét tứ giác BCND có LBC thì song song với DN. Vì BC song song với AD, đúng chưa? Vì BC song song với AD thì nó cũng song song với DL. Tiếp theo là chúng ta có BC lại bằng DN. BC bằng DN vì cùng bằng đoạn AD. Hai đoạn này bằng nhau vì đây là hình bình hành, đúng chưa? Cùng bằng AD. Như thế thì tứ giác này có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau, vậy tứ giác là BCND chính là hình bình hành. Từ đây các em hãy suy ra là BCND là hình bình hành. Đúng không? Mà nó là hình bình hành, vậy chúng ta sẽ suy ra là BD nó sẽ song song với lại là CN và BD cũng bằng CN theo tính chất của hình bình hành. Cái ABCD là hình bình hành nên suy ra là AB cũng bằng CD này. Bây giờ các em lại xét tiếp tứ giác, còn là tứ giác là BMCD. Các em đặt cái này là một cho cô. Tiếp theo là các em xét tứ giác là BMCD có này DC hoặc là CD thì song song với MB vì CD song song với AB, đúng chưa? Ta cũng có CD bằng MB vì cả hai đoạn này cùng bằng AB. Như vậy thì tứ giác này cũng có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau, vậy suy ra là BMCD. Suy ra BMCD
chỉ là thì mình hài đấy, là hình này là hình mình bình hành thì em cũng sẽ suy ra được là BD nó sẽ song song với lại MC và BD cũng bằng MC. Đặt đây là 2 theo tính chất của hình bình hành, đúng chưa? Vậy em đặt cái này là 2. Vậy chúng ta có BD song song với CN mà BD cũng song song với lại MC. Như thế qua điểm C thì chỉ có một điểm, chỉ có một đường thẳng song song với BD thôi. Như vậy ba điểm gì? MCN thẳng hàng. Ba điểm MCN thẳng hàng mà chúng ta lại có là BD bằng với đoạn CN và BD cũng bằng MC. Chứng tỏ là gì? Ba điểm. Chứng tỏ là ba điểm này thẳng hàng mà cái này lại bằng nhau, vậy chúng ta ở C đó là trung điểm của NB MD. Đúng chưa? Vậy từ 1 và 2. Từ 1 và 2 em suy ra là C là trung điểm của MD. C là trung điểm MD. Mà C là trung điểm của MD thì gì? Chứng tỏ là M đối xứng với N qua C. Vậy M đối xứng N qua điểm C. Đúng chưa? Đấy là điều cần phải chứng minh chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 93. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi để cô sang bài tập 93 nhé. Là cho đây là ABC trên này em lấy cho cô một điểm E và một điểm F. Ta lại vẽ hình to ra một chút nhá. Đây các em lấy cho cô một điểm E. Trên AB các em lấy cho cô một điểm F. Bây giờ qua E các em kẻ đường thẳng song song với lại AB. Qua F các em kẻ đường thẳng song song với AC, hai cái đường này cắt nhau ở một điểm. Điểm là điểm D. Chứng minh rằng E, điểm E đối xứng với F qua Y. Trong đó Y là trung điểm của AD, người ta đã cho rồi. Chứng minh rằng E đối xứng với F qua Y. Và bây giờ chúng ta xét cái tứ giác là AEBF. Xét tứ giác
E D F có đây A S có D E song song với A B theo giả thiết rồi D F lại song song với AC, DE song song với AB, đây, DE song song với AB tức là DE nó sẽ song song với lại là FA, song song với AF. Vì sao? Vì DE song song với AB, đúng không ạ? DE này nó sẽ song song với AF. Vì DE song song với AB, đúng chưa ạ? Cái này song song với cái này thì nó cũng song song với AF. Tiếp theo là chúng ta lại có DF thì lại song song với lại AF. AE DF sẽ song song với lại AE. Vì sao? Vì DF song song với lại là AC, đúng chưa ạ? DF song song với AC thì DF cũng song song với lại là AE. Vậy cái tứ giác này có hai cặp cạnh, có hai cặp cạnh đối vừa song song với nhau như này thì chúng ta sẽ suy ra là tứ giác là AEDF AEDF chính là hình bình hài, theo dấu hiệu nhận biết, đúng chưa? Đấy, theo dấu hiệu nhận biết của hình bình hài tức là có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Vậy cái này là hình bình hành thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, nên hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường mà y là trung điểm của đường chéo AB, mà y là trung điểm đường chéo AD theo giả thiết nên chúng ta cũng suy ra y cũng chính là trung điểm của EF. Mà y là trung điểm của EF thì y đối xứng với F qua E, nên y nên E đối xếp y là trung điểm của đối xứng của y là trung điểm của EF nên E đối xứng F qua điểm Y. Đấy, đây chính là điều phải chứng minh của ta. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 94. Cho tam giác ABC cắt trung tuyến BMCN. Cho tam giác ABC trung tuyến BM và CN. BM tức là M là trung điểm của AC, CN vậy N chính là trung điểm của AB.
Ngoại D là điểm đối xứng với B qua M. D là điểm đối xứng với B qua M. Tức là M là trung điểm của M chính là trung điểm của BD. Điểm đối xứng với C qua N. Vậy N chính nghĩa là điểm trung điểm của CE. Hai đoạn này nhau. Yêu cầu của đề tài là chứng minh điểm E đối xứng với lại là điểm D qua điểm A. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét đầu tiên. Kem sẽ xét cho cô cái tứ giác ABCD. Xét tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD có MA bằng MC. Rồi MB lại bằng MD. Nên ở đây hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường như vậy, MA bằng MC, MB bằng MD. Như thế thì tứ giác này nó là hình bình hành. Vậy ABCD là hình bình hành. Cái này là theo dấu hiệu nhận biết. Hình bình hành. Đấy, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó chính là hình bình hành. Vậy thì nói là hình bình hành thì em sẽ suy ra là AD sẽ song song với BC và AD bằng BC. Được chưa ạ? Đấy, suy ra được hai cái này. Và đây là theo đây là chúng ta theo tính chất hình bình hành. Đúng chưa? Các em đặt cái này là một. Tiếp theo các em xét cái tứ giác là ACBE cho cô. Xét tứ giác ACBE. ACBE thì có này, NA bằng NB. Những cái này là theo giả thiết đấy nhá. Đúng không ạ? NA bằng NB theo giả thiết. Rồi, chúng ta lại có NE bằng NC cũng theo giả thiết đối xứng đúng không ạ? Theo giả thiết là E đối xứng với C qua N. Còn NA bằng NB thì vì là CN là trung tuyến, bên N là trung điểm.
Đấy, vậy tứ giác này có hai cái đường chéo khác nhau tại thông điểm của đường, vậy thì nó chính là hình bình thành. Vậy chia ra ACBE là hình bình thành. Đúng chưa? Theo dấu hiệu nhận biết hình bình thành. Tức là hình mà có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của đường. Và khi mà nó là hình bình hành thì chúng ta sẽ suy ra là gì? AE lại song song với BC và AE bằng BC. Đúng chưa? Vậy suy ra là AE này sẽ song song với BC và AE cũng bằng BC. Cái này là theo tính chất hình bình hành. Hình bình hành thì chúng ta sẽ có hai là cái cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Còn đây là hai. Chúng ta có này BC song song với AD, BC cũng song song với AE, như thế ba điểm này thẳng hàng. Ba điểm này thẳng hàng mà ta lại có cái đoạn này này, nó bằng cái đoạn này. Cái đoạn này cũng bằng đoạn này. Vậy chứng tỏ là gì? Hai cái đoạn này bằng nhau, đúng không ạ? Vậy chứng tỏ là A chính là trung điểm của DE, đúng không? Đây này, AD bằng BC với lại AE bằng BC. Như thế thì chúng ta có là AD sẽ bằng AE, đúng không? Vậy chứng tỏ là A chính là trung điểm của DE. Từ 1 và 2. Từ 1 và 2 em thấy suy ra được là A là trung điểm của DE. Mà A là trung điểm của DE thì chứng tỏ là D đối xứng với E qua A. Đúng chưa? Vậy D đối xứng với E qua A. Đây chính là điều phải chứng minh của ta. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 94. Bây giờ cô và các em đi sang bài tiếp theo là bài tập số 95. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vậy thì cô sẽ xóa cái phần này đi. Bạn nào cần thì hãy thường đi ra ngoài một chút. Tam giác ABC vuông tại A. D thuộc cạnh BC. Quả E là điểm đối xứng với D của AB. Là điểm đối xứng với D của AB. Em hạ vuông góc này, lấy bằng nhau này. F là điểm đối xứng với D của AC. Chứng minh rằng E, điểm E và F đối xứng với nhau của A.
là E này đối xứng với D của AB. Vì E đối xứng D qua AB nên suy ra AB là trung trực của DE. Ra được là AB nằm trên đường trung trực thì nó sẽ cách đều hai đầu mút, vậy chúng ta sẽ suy ra là AD sẽ bằng AE. Rồi để đơn giản thì các em không cần làm thế này, các em làm thế này nó đều trong ngắn cho cô cũng được. Em đi xét hai tam giác luôn. Em xét tam giác là A, D. Gọi này, gọi MN, M là giao điểm. M là giao điểm của AB và DE. Đây chính là M. Được chưa? N là giao điểm của DF và AC. N là giao điểm của DF và AC. Bây giờ các em xét hai tam giác. Xét tam giác là AME và tam giác AMD. AME và tam giác AMD có góc, hai góc, góc M1 bằng góc M2. Có góc M1 này bằng góc M2 bằng 90 độ. Hai tam giác này là hai tam giác vuông. Thứ hai là có MD bằng ME theo giả thiết. Theo giả thiết đó là D đối xứng với E, đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta có cạnh AM chung. Vậy từ đây thì các em sẽ suy ra hai tam giác này bằng nhau. Vậy suy ra tam giác là AME sẽ bằng với tam giác là AMD. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra cặp cạnh tương ứng bằng nhau và góc tương ứng bằng nhau. Tức là các em sẽ suy ra được là AE. Từ đây hai tam giác bằng nhau thì các em sẽ suy ra được là AE sẽ bằng AD cặp cạnh tương ứng. Rồi góc A3 sẽ bằng A4 là cặp góc tương ứng. Đấy, cặp cạnh và cặp góc tương ứng. Tiếp theo các em xét hai tam giác là tam giác AND và ANE. Thì ra có góc N1 sẽ bằng góc N2 cùng bằng 90 độ, hai tam giác vuông. Ta có
ND thì bằng NA. Theo giả thiết là AND và ANS. Xin lỗi em, AND và ANS. Đấy, thì đã có góc N1 bằng N2. Góc cạnh ND thì bằng cạnh NS. Vì theo đề bài người ta bảo là D đối xứng với F qua AC. Đúng chưa? Tiếp theo là ta có cạnh AN chung. Vậy thì hai tam giác này nó sẽ bằng nhau. Tam giác AND sẽ bằng với tam giác là ANS. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Mà hai tam giác bằng nhau thì các em sẽ suy ra cả cạnh tương ứng bằng nhau và cả góc tương ứng bằng nhau. Vậy các em sẽ suy ra là AF AD bằng cạnh AF là cặp cạnh tương ứng. Đồng thời các em suy ra góc A1 bằng góc A2 là cặp góc tương ứng. Đến đây thì ta có này, góc A1 cộng với góc A2 cộng với góc A3 cộng với góc A4. A3 thì bằng A4, A1 thì bằng A2. Vậy thì nó sẽ bằng góc A1 bằng góc A2. Vậy cô thay góc A1 bằng góc A2 này. Góc A1 này cô thay bằng góc A2 này cộng với góc A2 này. Đúng không ạ? Vì A1 bằng A2 nên A1 này cô thay bằng A2. A2 này cô giữ nguyên. A3 bằng A4 thì cô cộng với A3 này. A4 thì bằng A3 nên cô cộng thêm một lần A3 nữa này. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì nó sẽ bằng 2 lần góc A2 cộng với 2 lần góc A3. Mà 2 lần góc A2 cộng với 2 lần góc A3 chính bằng 2 lần góc A2 cộng với góc A3. Góc A2 cộng với góc A3 thì người ta cho chính là cái góc A này, chính là người ta cho đây bằng 90 độ. Đúng chưa? Vậy thì nó sẽ bằng là 2 nhân với 90. Vì A2 cộng A3 bằng 90 mà. Đề bài người ta cho cái tam giác ABC vuông tại A. Vậy thì tổng của bốn góc này nó sẽ bằng là 180. Như vậy A1 cộng A2 cộng A3 cộng A4 bằng 180. Như thế là AF, AE hoặc là EAF chẳng hạn, vì nó là góc kẻ. Đúng chưa? Vậy thì suy ra là E này, A này, 3 điểm EAF chẳng hạn. Vì nó tạo thành góc bẹt, đúng không ạ? Các điểm EAF chẳng hạn. Mặt khác thì ta lại có gì? AF thì lại bằng AE. Vì AF này hoặc là AE này bằng AF vì cùng bằng AD. Đúng chưa? Mà AE lại bằng AF vì nó cùng bằng AB, cùng bằng AD. Nên chúng ta sẽ suy ra được là A là tương điểm của EF, nên A là tương điểm của EF. Mà A là tương điểm của EF nên là các em sẽ suy ra được là E đối xứng với F qua A. Vậy em kết luận lại cho cô. Đến đây em xuống dòng kết luận. Vậy E đối xứng với F qua A. Em ghi vào. Vậy E đối xứng với F qua A.
ưu điểm của EF, vậy em kết luận là vậy, E đối xứng với F của A. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành xong được 4 bài tập đầu tiên, là từ bài 92 đến bài 95 trong các bài tập. Các em hãy về xem lại những bài cô các em đã làm trong buổi học hôm nay và làm tiếp cho cô các bài tập còn lại. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em làm nốt các bài tập còn lại, đừng ngập. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.